Không, con gọi không á, mẹ đang làm gì á? Chị tìm tao đắp đường rồi. Nãy giờ đi chợ đi làm chứ làm gì? Dạ. Mẹ khỏe không? Chứ hôm nay mà để mẹ khỏe không? Không đâu, mẹ đang mệt quá. Mẹ đang mệt quá hả? Alo mẹ hả? Con Tú nè. Con đang làm gì á? Ở nhà. Sao làm gì đâu? Ở nhà không? Mẹ. Bạn đang làm gì ạ? Con đang ngồi chơi hay gì đâu. Đang ở với ai vậy? Đang làm gì? Ở ngoài đó còn lạnh không á? Bên nay thì cũng đã qua lạnh không mà. Bên nay nhà ta mắng nghe đã đỡ nè. Mắng mua áo dạ chưa? Hả? Má mua áo khoác dạ chưa? Để con tính là con đi mua, nhưng mà con biết má mua chưa? Nếu má mua rồi thôi. Thôi má cớ rồi mà má mua mấy năm nay rồi đó. Hôm nay con muốn nói với mẹ điều này. Gì nói đi. Nó nghe nè. Nghe. Từ từ để nói nha. Con cảm ơn mẹ nha. Thì nói chung là điện mẹ nè để cảm ơn mẹ thời gian qua đã lo ăn học con này kia. Hả? Rồi sao rồi á? Thì hôm nay cũng 8 tháng 3 hả? Chưa mà. Chưa, thì từ từ. Thì cảm ơn mẹ thời gian qua đã nuôi nấng ăn học này kia, cho con tiền mượn tiền này kia. Không, con chỉ có gọi cho mẹ định gần tới 8 tháng 3. Cảm ơn mẹ vì tất cả cái những gì hồi đó giờ mẹ làm cho con á. Con có vụ mà con nghỉ học á, con nghỉ học chừng. Con xin lỗi nha, con không có kiểu như con không phải là muốn nghỉ học đâu. Tại con thích cái nghề diễn viên quá cho nên là không có theo cái nghề diễn viên đâu. Chứ con cũng muốn là con muốn nghỉ học đâu. Cho nên là nếu mà mấy người mà ở ngoài đó, mấy người ngoài mà không biết mấy cái chuyện, thì nếu mà có nói thì bà má cũng đừng có buồn. Sắp tới là ngày 8 tháng 3 thì con nói là con cảm ơn mẹ trong thời gian vừa qua đã luôn lo lắng chăm sóc cho con, yêu thương con hết lòng. Hôm nay con nói với mẹ là con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra. Mẹ ráng ở nhà giữ sức khỏe này kia để còn sức mà sinh hoạt này kia. Lo gì đâu, thì 8 tháng 3 nè. Ráng sức đi rồi, mốt tắt bệnh con nữa. Con cảm ơn mẹ đã đẻ con kìa. I love mom, con yêu mẹ, vậy nha. Mẹ. Hai bàn tay trắng.
Con mong mẹ sẽ luôn yêu thương con như như mọi ngày. Nói chung là con yêu mẹ rất là nhiều, con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Cha thì có yêu thương, con yêu thương mẹ khi yêu cha vậy đó. Thương cha mẹ bằng nhau không? Thương bằng lắm. Thương cha mẹ có bằng nhau không hay là mẹ nhiều hơn? Cả hai bằng nhau hết. Con cảm ơn mẹ mà mẹ không nói gì là sao? Rồi chúc mẹ tốt rồi đó, nhưng mà ráng là giữ mình đó. Mẹ không có lo cái gì bằng là lo cái mà đi lính chính ở trên đó một mình đó, rồi nghe lời cho lúc ta. Mẹ nghe cái gì là mẹ mệt lắm á, không có được cái gì ổn trọng nha. Con biết rồi, con biết rồi. Thank you mọi người nhé. Rồi thì cảm ơn mẹ, mẹ cũng cảm ơn con. Vậy thôi mẹ nha. Con gọi cảm ơn mẹ. Hai mẹ. Sao mày cùng đâu đây? Con cảm ơn mẹ đã đẻ, đã nuôi con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Ha ha ha. Vậy nha, cút máy đi. Trời ơi. Thì ra là hồi nhỏ đến giờ là gia đình anh là anh chỉ có ở với mẹ từ nhỏ, tại vì gia đình của anh là ba mẹ đã chia tay từ anh nhỏ xíu.